phát triển cả về số lượng và chất lượng. Thể dục thể thao phong trào ngày càng khởi sắc và trở thành một món ăn không thể thiếu của người dân ở cả thành thị cũng như nông thôn. Ghi nhận từ một giải bóng đá phong trào do Thanh niên Công giáo Thái Bình tổ chức tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư mới đây. Được tổ chức 2 năm một lần, giải bóng đá trên Cúp Đông A mở rộng năm nay đã bước sang mùa giải thứ tư và sức hút từ giải đấu thì ngày càng lớn hơn. Nhiều khán giả cho rằng chính lối chơi hết mình, sự trung thực khách quan, giàu tính ống hiến của các đội bóng đã chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Cái thể thao, thể dục, sân chơi lành mạnh cho toàn thể thanh niên và nói chung là cổ động viên chúng tôi cũng rất là hoan nghênh. Các trận đấu của các giáo sứ đây thì cảm giác thấy là tổ chức rất là vui chơi lành mạnh. Cũng không phải là cứ là giải Đông A năm nay, mà tất cả các giải đây thì các cầu thủ rất nhiệt tình mà chơi rất là phê vào đây. Khác với bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá phong trào không phân biệt độ tuổi và cũng không có nhiều điều khoản hợp đồng ràng buộc, mà các thành viên trong đội tập hợp nhau lại vì niềm đam mê với trái bóng tròn. Chính vì thế mà điều lệ cách thức tổ chức giải đấu luôn đề cao tinh thần giao lưu, đoàn kết. Có những cái phương án, những cái mà đá bóng chúng ta mới nêu cao tinh thần thể thao, chứ không có hành động phi thể thao. Và cũng có những cái quy chế để răn đe những cái anh em có những cái va chạm mạnh. Chúng em cũng cố gắng có những cái pha bóng đẹp mắt, rồi những cái lối chơi hiền để cho làm sao cho giải bóng đá được tổ chức thành công tốt đẹp. Để mà cái giải bóng đá này cũng để mà nêu lên cái tinh thần đoàn kết giữa lương dân và giáo dân, để mà quy tụ ngày cùng được đoàn kết hơn nữa và cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển và đời sống ngày càng được nâng lên, và cũng hạn chế những cái vấn đề về các cái phát sinh tiêu cực của xã hội. Thể thao phát triển, đời sống tinh thần nhân dân thêm phong phú, sức khỏe được nâng lên. Bóng đá phong trào đã và đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.